Má, tờ má. Quá, có một con gà. Đeo đi, cô về nhà con. Có một con gà. Xả. Mà xả nè. Bỏ xuống con. À, đừng gửi đâu con. Đừng gửi đâu. Cho mẹ bỏ nè. Để gửi ra con. Đây gà. Gà này gà bự gì thế. Gà vô cái đùi bự hay. Gà nắng. Đây gà nồi mọi người này. Đi bon. Gà. Một con gà. Hai con gà, ba con gà. Ba con rưỡi hả? Ba con rưỡi mà. Ba con gà. Năm con rưỡi. Bốn con. Cá. Cá. Nó đây. Cái này là cái gáy mọi người. Cái chép. À đây là cái chép mọi người. Cái chép. Đây là cái chép này. Rồi. Đã. Có đã luôn. Ơ ừ, còn một tay bịch gì? Mua mà chả tiên cái trình. À. Cá. Đi vô ngoài đi cô. Cá trình. Cá này là cái cần như mùa nhờ. Ừ. Quá trời luôn rồi ha. Cái này mấy ký? Sáu ký. Sáu ký. Gì em vậy? À, chim, chim, cái này là chim nè. Còn lại gì? Cá, ăn cái. Ăn cái gì bự à? Con cá lóc hả? Còn cái này là cái gì vậy? Cá con á. Cá con nhưng mà cái gì? Có chứ. Cá mại à? Gà đùi xin con không lộ luôn. Cái này, cái này cả gì đó? Đây cái nhỏ. Quá trời cá luôn rồi, đủ loại cá luôn. Rồi, đưa thùng. Thùng con. Khui lên thùng 2 ra vậy? Khui lên thùng 2 ra mọi người. Và cái này rau. Đây là mì tơi. Cái này cái gì? Mè. Nó thịt heo mọi người ơi. Thịt heo nè. Đây hột sen này. Sen có riêng ra hột sen này. Ủa chanh, có chứ chanh luôn. Đây gà này. Chanh tươi quá ha. Chanh tươi rối rồi. Tôm này. Thịt bò. Tôm. Một cái thịt bò, hai cái tôm. Đây là nguyên một tảng sườn luôn mọi người. Ôi chà. Nguyên tảng bà rọi sườn luôn. Đó là để nguyên tảng mọi người nướng ăn thôi á. Không có chỗ để nó mua. Wow, cá gì vậy bà? Cá. Cá gì? Cá gì? Cá mọi người. Cá này là cá chép mọi người. Ba. Cá chép không? Ba. Cá chép gì dính gì? Đưa cho nha. Ba. Cá chép gì dính nhau vậy? Đại đông bằng. Ôi dạ bà. Cha này, chị mẹ chị gửi bán nhỏ quá. Ướp ở ngoài quê gỡ một cà một đêm rồi vô nó vẫn còn cứng mọi người nè. Kìa không? Mua một con gà quá nè. Con này. Cá này là cá chép mọi người. Con gà không? Chép à. Dạ. Tê quá. Cứng phải lại chay mà đập ra. Go, của em cho mẹ có. Con nhìn cá đã. Con cá bắt cái hồ lên luôn rồi. Bắt cái hồ lên làm luôn. Từ rối. Đây là ba con chứ. Cái giọng
Là kiểu để mà ăn bớt đi, dịch đi muốn được không bao nhiêu gửi hết. Mọi người, đó, cái này mà kho, cái này mà kho tiêu thôi á, còn gì để chi nữa. Cái này kho tiêu ngon không bà? Nó có chiên dầu cũng ngon hả? Chiên nhậu ngon hả? Cái này chiên nhậu ngon lắm. Ở Sài Gòn bây giờ người ta khuyến khích nhậu à? Hôm nay uống 2-3 ly bia để dịch khỏi nhập đó. Dạ. Kho tiêu á, rửa nó cho. Mình bỏ rồi chứ. Nè. 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 Cái đứa này làm gì mà rồn vậy đó. Cái này là mình chia ra phần lên mọi người. Mình chia phần đủ bữa ăn thôi. Đó. Đó, mọi người. Ua. Đã chưa? Ui chà. Chăm tay nha. Cái này mà không cẩn thận nó chăm đau lắm mọi người ơi. Ua. Đông đá gõ mới ra mọi người. Tiết kiệm, tới giờ có tiết kiệm hết. Sáng có thời gian mắng thầy bạn. Cái gì? Sáng điện, có số điện thoại đi. Dạ. Nhưng mà tươi xanh luôn người ạ. Tươi xanh luôn. Thế là thì hay là thịt bò cho để gì? Hay là chia ra. Tốm, tốm mình gọt được không? Nhiều vậy? Mình chia bài. Tốm mình gọt được. Đem ra gọt. Một bữa nè, hai bữa nè, ba bữa nè, hai bữa, ba bữa, bốn bữa, năm bữa, sáu bữa, bảy bữa, được bảy bữa nấu canh nè. Là thịt heo. Đây là cốc lấy sườn mọi người. Bật mấy cái máy, sườn khác. Sườn nó bắt đi sườn ở đây. Rồi, bây giờ tới gà mọi người ơi. Khui con gà ra cho mọi người coi nè. Mọi người kinh ngạc chưa? Wow, gà này 3,5 kg mọi người. Nghe không? Đó. Cái đùi bằng cái bắp tay á, gà bằng bắp tay á, bằng luôn rồi, gà bằng nữa. Gà. Các bạn phải chặt khai ra không vậy? Dạ, các bạn chặt khai không? Chia làm hai bọc thôi. Ba con. Con nhỏ. Bốn gà mọi người. Bốn gà, con bự nữa 5 con. Đây còn nữa này.
con sửa đi. Rồi nữa con, đây con cá đá luôn vậy. Đây con ốc người. To. Con ốc to. Dạ. Trời ơi, làm bao nhiêu chút nhiều lắm mà tốn thời gian lắm nè. Con lửng cổ. Lùa. Ngắm lùa ra. Con đi. Mọi người nguyên thau ốc nè. Con đi. Luộc rồi của mọi người, luộc ốc đá. Con đá mà sao con đi? Bước lên, bước lên con. Đây mọi người, sớm giờ mình đã chia phần ra hết như thế này. Cứ một phần là một bữa ăn. Đó. Một phần như thế này là một bữa ăn này. Bữa nào ăn cái nào thì mình lấy cái đó ra mình ăn thôi. Đây là gà. Gà ốc, thịt bò với lại chim. Và cá. Thịt. Còn rau kia. Bây giờ mình cứ cái nào mình ăn trước mình để ăn, còn cái nào mình chưa ăn tới thì mình sẽ bỏ riêng vào một bọc bự. Nhìn đây coi. Hey.